với cả chậu lan nhé. Em xin chào tất cả mọi người nhá, chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nhá. Nay em lại lên một số những cái chậu địa lan mà giá là hợp lý về cho các bác chơi Tết nhá. Đây là những cái chậu mà em đóng đi vào đây, đang chuẩn bị đóng một chậu xanh ngọc rất đẹp đây các bác này. Đấy, những chậu xanh ngọc này thì các bác, cô bác nào cần thì cứ inbox trực tiếp cho em sẽ quay video và chụp ảnh cho các bác xem nha các bác nhá. Số điện thoại của nhà vườn em là 0969444668. Đấy. Sau đây em sẽ dẫn các bác vào xem vài đôi trực tiếp nhá. Và cái chậu đầu tiên, chậu vàng chanh nha các bác nhá. Hoa vàng, mặt hoa vàng chanh. Mã số 05, chậu này có 23 cành hoa, cả ngắn cả dài được 23 cành. Có giá là 1.500.000 đồng nhá. 1.500.000 đồng. Đấy, một chậu rất là to này các bác này. Về các bác đặt ở sảnh nhà hoặc là vào trong nhà cũng rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, 1.500.000 đồng. Mã số 05, 23 cành hoa. Tiếp theo em vào một chậu nữa, chậu này gồm có 13 cành hoa, mã số 06, có giá là 900.000 nhá. 900.000 nha các bác nhá. Cái chậu này nó nhỏ xinh thôi các bác ạ. Đây, thật sự các bác về các bác thay cho em một cái chậu sành nó đẹp đẹp một tí, về các bác đặt ở bàn thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, chậu này đặt chặt đặt ở bàn rất đẹp luôn ạ. Đấy, mấy cái lá vàng này giật ly này. Cái lá này của củ già thôi, không phải là do bệnh hay là cái gì đâu, nhưng mà các bác yên tâm. Đấy. Cành hoa về các bác đặt vào bàn, đặt lên bàn rất là đẹp. Chậu tiếp theo lên là một chậu gồm có 28 cành hoa. 28 cành hoa, cành hoa khá là dài các bác nhá. Cành hoa khá dài này. Đấy. Nó bắt đầu chuẩn bị nở hết rồi, đây lụ của nó hé hết ra rồi. Dòng chậu này chậu cũng vàng chanh nhưng mặt hoa cũng giống bên kia thôi. Đấy, 28 cành hoa, chậu cành hoa dài này thì em bán với giá là 3 triệu đồng nha các bác nhá. 3 triệu đồng 28 cành hoa này. 28 cành lụ già hết rồi, các bác yên tâm là em sẽ đảm bảo bao cho các bác là đến Tết là nở bung hết. Đấy. Em sang chậu tiếp theo, mã số 04, chậu này gồm có 16 cành hoa nhé. 16 cành hoa, mã số 04, 16 cành, cũng mặt hoa vàng chanh, có giá là 1.200.000 đồng nhá. 1.200.000 đồng, 16 cành hoa. Chậu tiếp theo là mã số 03, chậu này gồm có 12 cành hoa nhé các bác nhé. 12 cành hoa. Đấy, nụ của nó rất là to đấy các bác này. Đấy, nó hé hết như thế này rồi thì trồng 2-3 ngày nữa rồi nó bung bét hết, nó sẽ lở hết. Nhưng các bác yên tâm, cứ chậu nào lở được hoa thì em mới bán, chứ em không bán sai vào này nó mất khách, năm sau không bán được cho ai. Các bác yên tâm là em sẽ không bao giờ bán vớ vẩn. Cành của bên em thì đảm bảo các bác là cành không cắm cấy một tí gì luôn nha các bác nhé. Không cắm ghép một tí nào luôn. Mã số 03, 12 cành hoa có giá 950.000 nhé. Một chậu này cũng rất là đẹp nha, cũng khá to đấy các bác nhìn này. Đấy, sải này, sải của nó 1,5 m. Sải 1,5 m. Mã số 02. Mã số 02 gồm có 18 cành hoa. 18 cành hoa. Đấy. Chậu này có giá là 1.300.000 đồng nha các bác nhá. 18 cành hoa mà có 1.300.000 đồng thôi. Cần hoa nó rất đẹp, dòng hoa vàng chanh rất đẹp nha các bác nhá. Hoa vàng chanh rất đẹp đấy các bác ạ. Mặt hoa vàng rất đẹp. 18 cành hoa có 1.300.000 đồng. Chậu tiếp theo mã số 01 gồm có 15 cành hoa. 15 cành hoa có giá là 1.100.000 đồng. 15 cành hoa chỉ có 1.100.000 đồng các bác nhé. 15 cành, chậu cũng rất là to. Tiếp theo em lên một chậu nữa, chậu này chậu lan hoa xanh nha các bác nhé. Lan hoa xanh đây các bác này, có một bông đang hé đây rồi, cho các bác xem luôn mặt hoa đây. Đấy, hoa xanh rất đẹp đây các bác nhé. Cần hoa của nó thì dài tầm khoảng 2 đến 1,5 m. Để em đo luôn cho các bác xem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1m3 nhé. Cành 1m3. Mã số 11, 16 cành hoa có giá là 2.400.000 đồng. 2.400.000 đồng. Đấy, 16 cành hoa. Nói chung là đều nhau tăm tắp hết các bác nhé. Đây, cành này phải dài 1,5 m này. Đấy. Đều nhau tăm tắp hết. Đấy, cành nào cũng dài, chứ không có cành ngắn luôn. Không có một cành nào ngắn luôn. Đấy. Tiếp theo lên một chậu nữa, chậu này gồm có 48 cành hoa. 48 cành hoa, quay cả tán bên dưới nữa. Quay tán dưới. Có giá là 9 triệu đồng nha các bác nhá.
9 triệu đồng. Chậu rất là khủng. Tiếp theo sẽ dẫn các bác lên đây vào một số những chậu nhỏ xinh trên này nữa. Đây, một chậu 31 cành hoa, mặt hoa sáng rất là đẹp nha các bác nha. Quay từ bên ngoài này vào nhìn nó đỡ được sáng đẹp hơn. Năng ơi, quay bên này đi. Chổ. Cần hoa thì không phải nghĩ luôn. Đó, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 1 mét rưỡi các bác nha, cần hoa 1 mét rưỡi. Nói chung là chậu này thì cần hoa của nó đều đều nhau 1 mét rưỡi hết đây. Cành nào ngắn nhất chứ cũng phải tầm 1m3, ngắn nhất phải 1m3 nha các bác nhá. Đấy. Quá là dài luôn, rất nhiều hoa luôn các bác. Nụ vẫn còn chưa nở hết đi nhá. Nhìn trên này nó đã nở hoa luôn, bên dưới còn nguyên nụ này. Nó mới nở đâu các bác nhá. Mã số 1231, cành có giá là 6 triệu đồng nha các bác nhá, 6 triệu đồng. Tiếp theo lên một chậu hoa xanh nữa, chậu này gồm có 25 cành hoa. 25 cành hoa, một chậu rất là to. Đấy, đẹp cả tán lẫn cả hoa nha, tán hoa rất đều nhau. Mã số 1325, cành hoa có giá là 3 triệu 700 nghìn đồng. 3 triệu 700 nghìn đồng các bác nhé. Đấy, nụ các bác nhìn xem nó to, nó dựng hết như này rồi. Nụ dựng như này là chỉ 1-2 hôm nữa thôi là nó sẽ bung hết nha các bác nhé. Đấy. 3 triệu 700 nghìn đồng, 25 cành hoa, mã số 13. Tiếp theo lên một chậu nữa, mã số 14. Chậu này cũng có 11 cành hoa nha các bác nhá, 11 cành hoa. Đấy, cành hoa của nó cũng rất là dài nha các bác nhá, cành hoa dài. 2 4 6 8 10 1 mét nhá, cành hoa dài 1 mét nha các bác nhá. Đây còn dưới đây còn mấy cái lụ là mấy cái cành non này. Có 1 cành non này, 2 cành non, 3 cành non, 4 cành non. Đấy, có 4 cành non độc này về để cho các bác ra riêng các bác chơi nha các bác nhá. Còn 4 cành độc nữa để cho các bác ra riêng chơi. Và đây em tính 11 cành hoa này ra được hoa thôi, còn 4 cành kia không tính nhá. Chậu này em bán với giá là 900 nghìn đồng nha, 11 cành hoa mã số 14. Tiếp theo một chậu nhỏ xinh nữa nha các bác nha, lại một chậu nhỏ xinh, chậu này chỉ có 8 cành hoa thôi. Có 8 cành hoa thôi, mã số 15, 8 cành hoa, có giá là 700 nghìn đồng, 700 nghìn đồng nha các bác nhé. Chậu này thì các bác có được xem nào, 1 cành non này, 2 này, 3 này, 3 này, 4 này, 4 cành non. Chậu này các bác cũng có 4 cành non nữa để về các bác chơi nhá. 4 cành, 5 cành. 4, 5 cành, 5, 6 cành. Có 6 cành hoa non như này về để cho các bác chơi nhá, ra riêng chơi nhá. Đấy, chậu này. Mua chậu này thì rất là hợp lý. Mã số 15, 8 cành hoa có giá 700 nghìn thôi. Có 700 nghìn thôi các bác nhá. Cần hoa cũng rất dài đấy, rất nhiều chấu các bác. Đấy, cần rất nhiều chấu. Đây, một chậu nhỏ xinh nữa. Chậu này gồm có 13, mã số 22, 13 cành hoa, 13 cành hoa, cành hoa khá dài nhé, cũng hoa vàng chanh các bác nhé, vàng chanh. Đấy. Chậu này có giá là 1 triệu đồng các bác nhé, 1 triệu đồng. Chậu tiếp theo, mã số 29, cũng có giá là 1 triệu đồng nhé các bác nhé, cũng có giá là 1 triệu đồng, mã số 29, 1 triệu đồng. Chậu tiếp theo nữa, mã số 30, mã số 30 cũng 13 cành hoa, cũng mặt hoa vàng chanh, cũng có giá là 1 triệu đồng nha các bác nhá, cũng giá 1 triệu đồng. Rồi nha, anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã cơ lưu Zalo nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.